tới đó xem. Wow, ai con bự quá ha. Sầm bồng. Ám ám hổ sầm bồng. Ok, thank you. Bữa nay là dì Dương Bảy là đãi gia đình mình đi ăn tiệm lấp từ như núi ngang bà con. Đại gia đây. Lý do mà đãi là lý do gì đây dì Dương Bảy? Kiếm cái đầu heo. Giới thiệu bạn gái cho cháu Bi là lấy được cái đầu heo. Cùng dân cơ nè. Ồ vậy à. Lấy được tiền mù lao là một cây vàng. Bây giờ mới được chỉ vàng đặt cặp và cho nên là dẫn đi ăn trước. Tiệm này thì tiệm tiên quốc nổi tiếng của Toronto. Xung quanh là nó có cái hồ để nuôi mấy con tiên pháp với mấy con lobster. Bữa nay là cuối tuần thì dì Dương Bảy đãi gia đình mình đi ăn tiệm lấp từ như núi nè. Cái mục đích của cái bữa tiệc hôm nay á, là dì Dương Bảy trước là ăn mừng dì Bảy vô quốc tịch. Còn hai nữa là cái ngày tốt nghiệp của MB á, thì dì Dương Bảy không có đi dự lễ tốt nghiệp được. Cho nên là dì Dương Bảy là tổ chức cái buổi tiệc này để chúc mừng em. Chuyên về seafood, cua với lại tôm là chính. Đây chỉ gọi cơ cho mình. Rồi, vô đi. Bây giờ đại diện buổi tiệc bữa nay là nói lời và lời sau cùng. Trước khi trả bill. Sao bữa nay là ngày gì vậy? Không nói với anh. Cháu Bi, chúc mừng cháu Bi. Chúc mừng cháu Bi, tốt nghiệp. Chúc mừng mẹ sẽ hưởng đủ mọi tiền già, được hưởng tiền già. Hưởng tiền già của chính phủ Canada. À, quá trời. Đây là công dân Canada. Chính thức là công dân Canada. Quá trời, cái tiệc của dì Bảy, dì Bảy đãi là hoành tráng luôn nha. Thì là anh tàn. Thì là anh tàn tiệc rồi. Thì sao? Nói vài lời đi ăn ké. Anh tàn tiệc rồi. Cái này là thành phần ăn theo. Thay cái thành phần ăn theo này nó cũng ăn tới được dịch thịnh luôn nè nãy giờ. Đâu ngon chú Sáu? Sau khi ăn xong thì được món tráng miệng là một người hai cái bánh macaron
Ở gần đây này, mày sang xe của anh chạy đi.